Điện tử Hanh Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Điện tử Hanh Nguyễn này sẽ giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn một mẫu loa mới, là loa đứng có tên là DK. Em với bác sẽ đi một vòng xung quanh cái chiếc loa DK này. Để phía sau, phía sau tổng quan thì cái loa DK này nó có nguồn gốc xuất xứ là của Trung Quốc, và loa là loa mới tinh nhé, nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên chiếc và nguyên khối từ Trung Quốc về. Thì cái loa này thực ra nó có chất âm nó rất là hay. Thứ nhất là chất âm của nó tiếng trống nó uy lực, tiếng chép là cao sáng và độ lặng. Cái thùng này rất là lặng và dày. Mặt ngoài các bạn nhìn này, đây là mặt ngoài này, là lê căng nó là sơn một lớp sơn tĩnh điện màu vàng, thế là trông rất là sang và đẹp. Còn bề rộng nó bên ngoài nó khoảng tầm 40 cm, độ cao 1, 2, 3 còn 60 cm, và có một logo DK Đa La Kinh. Thì cái tập đoàn Đa La Kinh này người ta rất hay sản xuất về dòng đẩy số sắt ấy. Rất là hay, em đã nhìn rồi, đẩy số sắt rồi nghe rất là hay và sáng tiếng. Thì dòng loa của cái tập đoàn Đa La Kinh này cũng vậy, là người ta nghiên cứu chuyên về lĩnh vực âm thanh để cấp cho ra thị trường nhiều mẫu sản phẩm mới. Thế nên em giới thiệu mặt trước này, và cái loa này được thiết kế là bốn cạnh, mặt phía trước là to để hướng âm thanh về phía trước và mở rộng thị trường âm thanh, còn hai cạnh hai bên là chạy đều nhau. Đấy, cạnh sau là bé, hai lỗ thông hơi ở phía sau này hình chữ nhật, và một cái bảng để kết nối với dây loa jack lưu trích hay lưu trích. Thông tin nó là Morello Pocan X6. Cái này công suất của nó tối thiểu là 330W, tối đa là 660W, trở kháng là 8 ohm. Thì những dòng này các bác muốn nghe được nó hay, chất âm nó hay, thì các bác phải dùng cái đẩy ấy, nó từ 20 đèn trở lên, 20 đèn trở lên. Bây giờ em và các bác sẽ khám phá về phía trong của cái loa Đa La Kinh có tên là model là Pocan và X6. Loa rất nặng và đẹp quá nhé. Các bạn, em đã tháo sẵn loa này, tháo sẵn loa thì em sẽ đi vào phía trong của nó. Thứ nhất là về loa bát đó nhé. Cái loa bát của nó đây, các bạn nhìn này, là từ 19, từ trắng rất là đẹp, từ trắng rất là đẹp, mà không nhôm nhé, nên nó không bị mất từ tính ở cái nam châm này, giữ cái từ tính luôn ổn định. Đấy, cái này là loa của dòng Italia, nhưng nó thực ra nó sản xuất ở Trung Quốc thôi nhé, từ tính, và cái từ là 19, họng là 76, rất là to nhé, rất là to. Đấy, nhìn này, nó mới tinh, họng 76, rất là to. Cái nhện này nó rất là đẹp, và màng của cái loa này bằng giấy là mỏng nhé, mỏng cho nên tiếng nó bay, nó mềm, tiếng trống nó mềm mà nó sâu, giọng ca này nó bay, tôi nghe rất thích. Từ 19, họng 76. Còn cái trước này, cái trước này là gân dầu, đây là màng loa, nhĩ loa, gân dầu nó ít khi bị hỏng này, các bác có thể sử dụng lâu ngày, nó không bị lão hóa theo thời gian. Gân dầu này rất là bền. Đây là mặt trước của nó là bát 30, từ 19, họng này 76, còn rắc kẹp loa là bằng rắc kẹp inox cho nên không han nhé.
bắt mấy dây tai loa khung nhôm. Vậy em cân thử cái này xem là bao nhiêu cân thì em cân thử. Mình phải check nó, mày check có những loa xin bao giờ đít nó, đít nó hình bầu dục, bầu dục mà có logo của Dana King là 8 ohm. Cái này là từ khoảng 14 mà họng 4,4, dòng 30 cơ bản là giọng 4,4, rất là đẹp. Và cái phễu nó chắc chắn bác nhá, phễu chắc chắn một nhựa, loại nhựa tổng hợp chắc chắn không bị lậu hóa và dày dặn để treo loa bên trong, đều có cái lưới bảo vệ bẩn biếc bay vào cái côn loa bên trong. Đấy. Này từ 14 và họng 4,4 mà nó treo. Dòng loa báo ác nó thử tiếng nó quá sáng vào trong, rất là sạch, tiếng trống ấm sâu và nó mềm uy lực, chắc titan nó sạch lắm, sạch vào trong vắt. Đây về cái loa Dana King. Còn phía trong ở đây coi như này, tất cả những dòng loa xịn nó đều có ốc lục giác hết này. Đấy, ốc lục giác cho này cốt sắt, cốt sắt cho nên vặn ra vặn vào nó không bị chất thùng loa này. Đấy, nó không bị chất thùng loa. Trong này tất cả đều có bông tiêu âm này, rất là dày dặn này, rất là dày dặn. Đấy, dày dặn. Phần tần thì rất là to nhá, phần tần nó đẹp cực kỳ luôn. Nó toàn là một điện trở nhôm thôi nhá, trở nhôm tỏa nhiệt này. Nó có cái này khó cho máy quay. Nó có tất cả là 2 điện trở nhôm rất là to, và 1 tụ, 2 tụ, 3 tụ, 4 tụ vàng, 1 tụ đen, để mục đích là để chia cắt giải tần, loại bỏ tần số thấp để đưa check, và có 2 cuộn dây để lọc nhiễu, lọc nhiễu đồng thời là đưa tần số thấp đi qua cấp loa bát. Đấy, rất là đẹp nhá, mỹ miều luôn, đẹp mỹ miều luôn. Phần tần dòng loa nhập thì bao giờ nó cũng đẹp rồi, đẹp và được chia làm hai ngăn, một ngăn là chứa loa bát, luôn là chứa là tép, và có rất nhiều khung đỡ này để giữ cho cái thùng loa luôn ổn định, không bị rạn nứt theo nhiệt độ môi trường, mà có những cái sắt vuông để vam thành loa không này. Đây là bông tiêu âm rất đẹp, và cái này có thể dùng giá loa không nhá, giá dùng cả giá loa luôn. Cái giá loa đây, hai bên là có 2 cái để bắt tay để bê loa, di chuyển loa rất là dễ dàng. Cái loa này có thể vừa treo đứng và treo làm được cái nhé, phòng hát em hay lắm. Mà trọng lượng của cái loa này là nó gần 24 cân nhé, gần 24 cân, tức là nó rơi vào 23,8 kg, tức là gọi 24 kg, một cái loa là 24 kg. Chất âm nó cực sạch mà sáng, và một chiếc bát em cân thử là được 7 cân nhé, 7 cân, rất là nặng. Cái loa của Hanh Nguyễn thường thường nói về độ nặng, chất lượng và giá cả, thì em thường em hay săn tìm các cái dòng loa mới lạ độc nhưng mà hay. Cái dòng này, những dòng mà BV 455 hay là 850 thì đứng cạnh rung đùng đùng, em khẳng định luôn. Đấy, tiếng nó rất sáng và sạch trong. Nếu mà các bác mà hát karaoke mà nghe dòng loa này nó quá là chất chát, thì những dòng loa chiếc kèn này nó khó một cái là nó hay bị xít mic. Nếu như mình có khả năng mà cắt được xít mic thì nó rất là hay, nhưng không khả năng thì cũng là hơi mệt. Đấy, đây về bát nó là 70 gram một chiếc. Một chiếc loa này là 24 kg, 2 chiếc là 48 kg, rất là nặng, hình thức rất là đẹp luôn nhé, màu vàng gôn. Đấy, ngoài ra em có còn mẫu loa là BV 1000. Thì các bác có nhu cầu mua loa xin liên hệ với em theo số điện thoại 0936 553 140. Thì em sẽ test thử loa các bác nhé, trực tiếp đôi DK nhé, Dana King, là đoàn nổi tiếng sản xuất về âm thanh. Thì em sẽ nghe một bản nhạc
không lời ốc gan. Để các bác nghe cái giải trần epilaser của nó như nào nhé. Em tiếp toàn bộ giải trần. Hơi loa đó là kinh này, cực kỳ sắc. Em đi làm cái phòng cái dòng loa mà CA sau em nghe nó rất xạ chán. Em chống khó lông. Em xét một đôi loa đấy cho bác Trường ở đây đợi. Mua 10 triệu thì chán lắm ạ. Bây giờ em sẽ test bản trống thôi nhá. Cái mới gia đình thì một đôi loa này là quá đủ rồi, hát karaoke thôi nhá. Nó quá uy lực luôn. Và bây giờ em sẽ tiếp tục test thử một đoạn nhạc vàng không nhé. Một nhạc bolero. Đủ giải trần. Tiếp một ca khúc của nhạc mộc. Gió cuộn mấy đứa về làm không gian chặt tôi, khu phố xưa điêu tàn vì thầy quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ. Đây là quá trình em test xong loa nhé. Nhưng đôi loa này vừa nghe nhạc mạnh, vừa nghe nhạc vàng, vừa hát rất là hay. Chỉ gia đình chỉ cần đôi loa này hát là quá đủ nhá. Giá mức giá là rất là bình thường thôi, nhưng mà hát thì là tuyệt vời luôn. Và đôi loa Dada King 3 bát 30 check data này thì các bác phải dùng cái đẩy từ 20 đèn trở lên. Từ 20 đèn trở lên thì mới thể hiện được cái chất âm của nó. Đẩy càng to thì nghe càng hay, nhưng quan trọng là chỉ tốn tiền thôi mới nhá. Nhưng cái dòng này chơi đẩy từ 20 trở lên, 20 đèn trở lên là đánh ok. Các bác có nhu cầu về loa thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140, và em nhận lắp đặt tất cả các công trình âm thanh, phòng hát gia đình, phòng hát VIP chuyên nghiệp, mời âm thanh sự kiện. Em chào các bác ạ.